Xin chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Lão Nông Bình Dương Community Channel. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn hình ảnh của một con heo nái gần sinh nha cô chú anh chị và các bạn. Thì con heo này nó nặng khoảng 200 kg nha, không tới đâu, khoảng 160-170 kg thôi. Cho nên là mình phải cho nó ra ngoài ở cho nó rộng. Và bây giờ nó gần sinh rồi đó, thì mình phải cho nó vào chuồng nha cô chú anh chị và các bạn. Như vậy thì trong quá trình nó sinh á, thì nó sẽ không có con, nó sẽ không có chạy lung tung ở cái khu vực rộng này nè, mà mình vô cái chuồng nhỏ thì heo con nó sẽ tập trung nó bú mẹ nha cô chú anh chị và các bạn. Thì đây là cái cửa chuồng mà mình chuẩn bị, mình sẽ cho nó vào nha. Vì cái hướng kia mình mở cửa nó hơi khó khăn cho nên là đổi hướng vào trong này, đổi hướng để cho nó dễ hơn nha cô chú anh chị và các bạn. Đây là cũng là những con heo rừng đang mang thai nha, và nó cũng gần sinh rồi. Cứ mỗi một chuồng như vậy là mình sẽ bố trí một con nha cô chú anh chị và các bạn. Đây, cái cửa mình mở ra như thế này để cho heo nó vô nha cô chú anh chị và các bạn. Là những cái chú heo con sau khi mà mình tách mẹ từ những con heo phía bên trong, thì bây giờ nó đã được lớn như thế này nha. Nó rất là to luôn nha cô chú anh chị và các bạn, tại vì mình quay xa đó. Con này thì cứ mỗi lần đẻ thì nó đẻ 14-15 con heo con nha. Nhưng mà kỳ này có vẻ như là ít hơn nha cô chú anh chị và các bạn. Mình nhìn mình thấy như là một con trâu, trâu con đó nha cô chú anh chị và các bạn. Chỉ thiếu hai cái sừng nữa thôi là nó giống con trâu. Còn đây là hình ảnh của những chú nhím, nhím mẹ và nhím con. Hôm nào em sẽ làm một cái clip để mình phân biệt được nhím đực và nhím cái nha. Những chú nhím này thì mới đẻ được một tuần. Cặp nhím này thì đẻ được hai con nha cô chú anh chị và các bạn. Con cặp nhím này thì đang mang thai. Riêng cặp nhím này thì mỗi lần đẻ nó đẻ rất là sai luôn nha cô chú anh chị và các bạn, từ 3 đến 4 con. Thì nó đẻ thì nó sẽ tự phân ra để cho bú. Thì đây là một con nhím đó, vì nó đẻ nhiều quá cho nên cái con này nó hơi nhỏ nha cô chú anh chị và các bạn. Đó, một xíu. Còn kia là hai con nhím, nó to. Như vậy tổng cộng là bảy nhím này, nó đẻ được 3 con. Thì đó là một vài hình ảnh về trang trại của em nha. Thì em cũng xin kết thúc video ở đây. Xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo. Đừng quên like, share, subscribe kênh Lão Nông Bình Dương. Em xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều.